Nhân 60 năm biến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã tổ chức chương trình tưởng niệm vào chiều ngày 4 tháng 11. Tham dự chương trình có đông đảo các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng sống dưới nền dân chủ đầu tiên ở Việt Nam do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người đặt nền móng, và các đại diện thuộc thế hệ thứ hai của người Việt ở Mỹ. Chương trình do Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng Washington DC đảm nhiệm. Tụi này muốn tổ chức năm nay đó là đúng 60 năm mà Tổng thống bị ám sát. Đó là một cái bước đường cũng lớn, với lại cũng muốn là nhân dịp này để mà tri ân, với lại ghi nhận tất cả những cái công sức lớn lao mà Tổng thống đã dành cho Tổ quốc, cho người dân trong vòng 9 năm đã thành lập Đệ nhất Cộng hòa từ năm 1955 cho tới năm 1963. Mình là thế hệ hậu vệ, mình phải giống như là ông bà mình có nói câu là ăn quả với kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Tại chương trình thì các bậc cao niên, những người đã từng sống trong thời kỳ Đệ nhất Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cùng chia sẻ với các thế hệ sau về những kỷ niệm và cuộc sống thực tế khi đó, cũng như quan điểm và thành quả của quá trình xây dựng một nền giáo dục khai phóng để giúp quốc gia phát triển nhanh và bền vững được Tổng thống Ngô Đình Diệm thúc đẩy. Những câu chuyện này đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng cho người tham dự, đặc biệt là đối với những người thuộc thế hệ sau, vốn sinh ra sau biến cố 1963. Cái mà quý hóa nhất khi nói đến Tổng thống Ngô Đình Diệm là một trong những người đặt một cái nền tảng dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, và qua một cái hệ thống chính phủ và đường lối là về nhân bản. Cho nên, cụ Ngô Đình Diệm là một trong những người đã khai phá cái nền Cộng hòa đầu tiên và đã bỏ hết tất cả cái hệ thống vua chúa, cái kiểu mà của Việt Nam bao nhiêu năm. Đây là một cái mà một cuộc cách mạng vô cùng trong lịch sử Việt Nam. Đó là một cái tại sao giờ này chúng ta vẫn ghi ơn vị Tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa Việt Nam. Thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng hòa đã nhớ tới công ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra các em tổ chức như thế này thì rất là phải nói là một cái điều rất là tốt, mà thế hệ của chúng tôi này là rất cảm ơn cái thế hệ đã tiếp nối, và các em đã nhìn được cái sự thật của lịch sử sau, nhất là sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hàng năm nhân dịp ngày cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại vào đầu tháng 11 năm 1963, các hội đoàn thân hữu thuộc cộng đồng gốc Việt vẫn thường tổ chức lễ tưởng niệm ông ở quy mô nhỏ tại các nhà thờ trong vùng. Năm nay là lần đầu tiên thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại thuộc Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đứng ra đảm trách tổ chức một chương trình tưởng niệm chung cho các cựu quân nhân và gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng cùng tham dự.